sao mình nó trần hả cô? Mình nó trần cô vô bọc kia luôn hả? Ổi này nhiêu cô? Dạ con mua 2 kg tiếp rồi ha. Cô đủ nè, cô đủ già cô đủ nhiều bạch. Sơ giùm anh đi mà bỏ cho anh 2 cái bọc để anh chở về kiên giang. Dạ con mua 2 bó anh. Dạ ốc cày hả con? Có tháng mấy tới mùa đó chị? Cái này mình căng lại hả? Cô ơi, cái này của anh. Ủa, chợ tặng tiền hả? Cái này món quà của anh Tú ở bên nước ngoài gửi cho mấy cô ở chợ Quả Lụ cô. Chúc cho ba cô thật nhiều sức khỏe nha. Chúc cho cô chú thật nhiều sức khỏe. Cho cô chú 200.000. Cái này là của anh Tú. Anh Tú Trần ở bên nước ngoài gửi. Cảm ơn. Dạ, gửi cho các cô các chú ở chợ. Dạ em xin kính chào tất cả quý cô chú, quý anh chị và các bạn. Dạ lời nói đầu tiên em xin kính chúc tất cả quý cô chú, quý anh chị và các bạn có một ngày mới thật an lành và thật hạnh phúc. Dạ em rất vui được gặp lại quý cô chú, quý anh chị và các bạn trong một video mới hôm nay trên kênh Đây Đó Kiên Giang. Hiện tại em đang có mặt ở xã Hỏa Lụ của thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Ở đây là ấp Thạnh Đông nè, xã Hỏa Lụ, thành phố Vị Thanh của tỉnh Hậu Giang thưa cô chú anh chị các bạn. Thì trước mặt chúng ta đây là một ngôi chợ xã, em quan sát thấy cũng khá là lớn ở đây, đó là chợ xã Hỏa Lụ. Dạ còn phía đó là có một cái cầu dừng cò để được đi được vô ấp Thạnh Đông, xã Hỏa Lụ. Thì chúng ta sẽ đi từ quốc lộ 61C, tức là 61C chúng ta sẽ quẹo vô khoảng 4 km sẽ tới xã Hỏa Lụ thưa cô chú anh chị các bạn. Dạ video hôm nay em xin mời quý cô chú các anh chị và các bạn sẽ đồng hành cùng em, chúng ta sẽ đi tham quan một ngôi chợ ở đây, đó là chợ xã Hỏa Lụ. Ở phía trước này là chợ Nhà Lồng. Dạ em quan sát thấy chợ Nhà Lồng này dài khoảng chắc tầm 50m luôn á cô chú anh chị các bạn. Thì hết một khu chợ Nhà Lồng này thì phía sau sẽ có một khu bà con mình bán chòm hổm ở cặp mé sông, bán rau cá thịt củ quả các loại. Hiện tại đây là 7 giờ nè, ở đây có quý bà con mình đang ngồi ăn sáng và uống cà phê nè cô chú anh chị các bạn, ngay chân dốc cầu luôn. Cầu đó là cầu, phía đó là cầu Dường Co, bắc qua sông đến chợ xã Hỏa Lụ đó. Dạ ở trước này thì đậu xe rồi nè. Trước tiên thì em xin mời quý cô chú, quý anh chị và các bạn sẽ cùng em, chúng ta sẽ đi tham quan phía sau trước. Tại vì phía sau người ta bán mau tan lắm cô chú anh chị các bạn, mau tan chợ lắm. Phía này có các quán cà phê nè.
Dạ, đi hết khu này thì sẽ tới khu chợ cá, chợ thịt, khu chợ chùm hổm của bà con mình bán phía dưới cặp mé sông. Dạ, đây, ở đây là chúng ta sẽ nhìn ngược lên chợ Nhà Lồng nè. Dài lắm cô chú anh chị các bạn, chắc khoảng 50 mét có luôn á. Đây con chú bán mấy cái gỗ nè. Con chào chú. Bán chạy chợ hả chú? Bữa nay ở đây mai đi đâu? Mai hả? Dạ. Mai đi Hội Đồng. Chợ Hội Đồng hả? Dạ. Xa không chú, gần đây không? Từ Duy Thanh lên chợ 7-8 cây à. Từ chợ Duy Thanh đó nha. Từ chợ Duy Thanh hả? Đi cứ hướng chợ 1000 đồ hả? Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Mấy cái này đếm lại hả chú? Gỗ với cái nồi rồi nè cô chú như các bạn. Chợ này sáng giờ bán em không? Dạ. Xong rồi gom lại chở anh xe đó. Dạ. Dạ cảm ơn chú nha. Hôm nay có một tiệm bánh mì nè cô chú chị các bạn. Đó là bánh mì Giảng Dung. Chào chị. Ở đây em thấy ổ bánh mì bự lắm nè. Ổ bánh mì ở đây bự quá chị. Các chị đang chiên bánh mì ốp la. Kênh gì về đăng ký cho nè. Dạ đây đó Kiên Giang. Dạ. Đây dạ, Dũng. Chà nên bán ổ như chị. Người ta mua trong ổ này cũng bán luôn phải không? Ở đây chỉ có lò bánh mì là của chương trình các bạn. Dạ cảm ơn chị. Ở phía này có các quán cà phê nè. Dạ đây là phía sau của chợ Nhà Lồng của chú anh chị các bạn. Thì phía sau này có các sạp đồ tươi nè. Hết các sạp đồ tươi thì cặp mấy sông phía dưới sẽ có các cô với các chị bán ngồi chậm hẩm phía dưới. Dạ em sẽ đi dưới này đi, tại vì dưới này người ta đi chợ mau lắm, buổi sáng người ta đi chút xong rồi. Đó, đây là một khu đường trải dài nè, cặp mé sông là của chú anh chị các bạn. Bà con mình sẽ bán chùm hổm ở đây. Đây con anh bán lươn. Lươn với bên này có cá lóc đồng là của chú anh chị các bạn. Con chào chú. Anh ơi cho em xin quay lương cái nghe anh. Quay lương quay đừng quay mặt tôi thôi à. Quay người bán mua, người bán chứ sao quay được, quay người ta đưa lên báo rồi. Quay người mua được không chị? Hả? Quay người mua được không? Dạ. Linh Đồng mình á anh. Bên này có mấy cá lóc đồng nè của chú chị các bạn. Chợ này bán em không anh? Chợ này bán em không? Chắc nhóm buổi sáng thôi hả? Đó. Anh đi bán bằng giỏ hả? Anh đi bán bằng giỏ hả? Giỏ có, xuồng có, rồi xe có, lượm nước. Dạ. Anh bán giờ này lâu chưa? 5 năm rồi. Dạ. Vậy là lúc nào cũng có lương để bán. Ở đây có cái bến sông nè của chú chị các bạn. Thì bà con mình sẽ đi buôn bán, đi chợ hoặc đi vận chuyển hàng hóa ở đây. Đây có cái bên sông đậu tàu ghe xuồng vỏ lãi nè. Ở đây với phía đằng đó nữa đó. Ở đây là cầu Giường Cò nè. Đường nào mình đi thẳng ra quốc lộ đúng không anh? Rồi phía sau này mình đi ra đâu? Kim Năm. Dạ. Đây là cầu Giường Cò. Cái hướng này sẽ đi Kim Năm, còn đi ngược lại là ra quốc lộ 961C. Cảm ơn nghe anh. Bên này cũng có chục cống, cống với chục cơm. Đây cô chú chị các bạn, đây là khu chợ chùm hổm đây. Fushima, em chào chị. Fushima với lòng mứt. Này bán ký hả chị? Bán ký hay bán trái?
Dạ, cân em ký đi. Cái này thấy có nhiều quýt sima của chúng chị không ạ? Cả tháng mấy tới mùa đó chị? À, cái này em không biết là nó có quanh năm à. Cái này mình cân lại hả? Anh em cân lại. Dạ. Con này có sơ ghi nữa nè. Sơ ghi giường luôn. Dạ, sơ ghi giường nhà chị hả? Dạ. Dạ. Nó cỡ vậy là ăn ngon này của chú anh chị các bạn. Dạ, con này có lòng múc. Dạ. Hai chục đúng không chị? Chị cho em gửi nó xíu ha. Chút nắng có dương dù lên không chị? Dạ. Con chồng nữa hả cô? Con chồng nữa hả? Con người dân tộc hả? Con năm nay nhiêu tuổi rồi? 70 rồi. Dạ. Nhà cô đâu lận? Bên đây nè. Dạ. Mới nãy chút tới rồi. Ngày bán ít đồ vậy hả? Ừ. Chị già rồi đâu có làm gì được. Để con mua bọc trái giác này tiếp cô nghe. Đừng mua ốc luôn đi. Dạ con mua trái giác thôi, tại con đi xa con không đem mấy cái đồ ướt ướt đó được. Cái này 5 ngàn đi. Dạ. Nhà cô đông người không cô? Đông. Dạ. Mà đông người, người ta có vợ có con hết trơn người. Dạ. Còn có ở mình em nè. Dạ. Ân anh hả? Dạ. À, chú làm gì cô? Hả? Chú làm gì? Ông thầy cũng già rồi ở nhà. Dạ. Không có làm gì hết. Dạ. Ông ấy tám mấy rồi. Dạ. Con gửi tiền. Này à, tiền trái giác. Còn à, cái này. Mua ốc giùm đi. Con có món quà tặng cho cô nè. Con à, tặng cho cô chú 200 ngàn. Cái này là của anh Tú. Anh Tú Trần ở bên nước ngoài. Dạ, gửi. Cảm ơn nha. Dạ. Gửi cho các cô các chú ở chợ. À, có mình em hả cháu ơi. Dạ. Bán gì mua gạo ăn đó. Dạ con cảm ơn. Ừ, cảm ơn cái này mình lễ ra hả con? Lễ ra lấy găng lấy gì hết trơn rồi. Dạ ốc lát hả? Hay ốc bu? Ốc bu với ốc lát. Dạ. Lộn xộn gì đó. Dạ. Dạ. Chúc con vòng lấy nha. Ừ. Đừng mua dùng luôn lấy ốc. Dạ con đi xa con không đem mấy cái này được. Ừ. Dạ. Dạ cảm ơn nha cháu. Dạ. Đây có chị bán chôm chôm. Chôm chôm Vĩnh Long hả chị? Chôm chôm á, không có Vĩnh Long. Vậy hả? Chôm chôm này của chú cho các bạn. Ở Cần Thơ mình luôn. Dạ. Khúc Bên Cờ Đỏ được quá. Không, ở dưới này cũng đã, đâu ăn Mỹ. Vậy hả? Đi dạ. Nhìn ngon ha. Dạ. Ký nhiêu chị? Ký 15. Dạ, cân em ký. Bên này có chị mua sơ ghi này của chú cho các bạn. Muốn ký không chị? Muốn ký không? Dạ không, một ký nhiều lắm. Dễ gì ăn hết. Cái này nè. Ngày nào đi chợ mà. Ở gần đây không chị? Dạ. Dạ chúc em ra lấy luôn ha chị. Dạ. Con mấy tuổi rồi con? Con mấy tuổi rồi? 2 tuổi. 2 tuổi hả? Đó quay lại nội cho hả? Sao con nói đi chú phỏng vấn nè. Dạ. Ở đây một hồi là nắng lên đó của chú anh chị các bạn. Dạ. Nắng lên là về hả cô? À có sạp chổng hả? Có, ngay chỗ sạp bên lợn mì đó. Mình vô sạp bán tới trưa hay bán tới chiều? Bán tới chiều luôn. Dạ, ai cũng vậy hả cô? Ai cũng vậy, miễn ta đăng lô rồi ở tới chiều. Ồ. Đây cô bán dưa leo với bí hồ lô luôn nè của chú chị các bạn. Hồ lô cà. Nhiều thứ luôn, bông bí rồi nữa nè. À. Cô bán chợ này lâu chưa cô? Mới ra chợ từ 5
Ồ, vậy là lâu rồi. Dạ. Chợ cũ lúc ở đâu cơ? Cái chỗ mà đất trống trống đó phải không? Dạ. Dạ. Ở bển giờ còn ai bán không cô? Không, giờ qua đây rồi. Dạ. Giờ dạ, nguyên tới đây có mà nhà lầm rồi đó, bển không có. Dạ. Hồi đó là bán ngoài vậy thôi. Bán ở ngoài không à. Dạ. Dạ con cảm ơn cô. Chào chị bán cá. Ồ còn ba ăn cá đồng. Ở trước này có cá sặc với cái này cái gì ta? Dạ, cá phi. Cá đồng. Em gái nó bán cá này hả? À. Sáng em bán nhiều không? Giờ còn như thế hả? Dạ. Em đi giỏ hả? Dạ, đi xuồng. Ừ. Vậy là nhà gần. Cái này là cá lóc đồng luôn chứ các bạn. Cái này mình đặt cái gì có? Dạ đặt lú rồi. Em đặt luôn hả? Dạ chồng em đặt. Dạ hả? À. Xin cảm ơn nha. Dạ. Ở đây là khu trong bên trong chợ nhà lồng nè cô chú các bạn. Bên trong chợ nhà lồng sẽ có bán thịt với tạp hóa rồi nè. Ở phía trước này em thấy có bán bánh, chút nữa em sẽ dần qua bên đó. Con chào cô. Cốc. Cốc cày hả cô? Cốc nó bự ha. Cốc mình trồng ở đây luôn hả cô? Trồng ở đây. Dạ. Đây có lục bình nè. Lục bình trồng xong rồi gáp làm rau ăn được đó. Thấy chứ lục bình với cù nèo ăn ngon. Dạ. Dạ. Thế đây có rau bù ngót này của chú anh chị các bạn. Bù ngót bó nhiêu cô? Dạ, con mua 2 bó. Dạ, cái đó nấu canh ngon. Nấu canh với thịt bọc. Cô bỏ bọc con gửi tiền chút con lấy nghe cô. Trước này mới cá gì làm sẵn vậy cô? Cá vô. Dạ. Đủ các loại rau dường luôn. Bên đó có dạ. Này rau chay hả cô? Đọt chải hả cô? Dạ. Bên này của cô bán hả? Chứ có rau hành tây. Bên này lộn xộn đúng không cô? Rau lộn xộn thường thấy có rau dịu mà này không có rau dịu. Cái này cũng như đây có ăn tích đó con. Dạ. Có người mà nói ăn tích thì mẹ để rau dịu. Nãy giờ em đi đâu? Đi trốn cái gì? Tội. Thấy quay phim trốn phải không? Em bán gì? Em bán cái sạch mắt. Bán chung vậy đó hả? Dạ. À, hai cô cháu hả? Hai cô cháu hả? Ai cô? Vậy sao? Lớn dài thôi phải không? À. Cá này anh mua có làm giùm anh được không? À, anh mua 3 con này để em làm sơ giùm anh đi. Mà bỏ cho anh 2 cái bọc để anh chở về. Kiên Giang. 3 con đó bao nhiêu? Cá lóc đồng ăn ngon lắm của chú các bạn. Dạ con quay YouTube. Quay YouTube.
Nó nhiêu em? Nè. Đâu vậy đó, thiếu đủ gì tự chịu. Này có cá này, có những như vậy. Cá tai tượng đúng không chú? Dạ. Cá tai tượng này của chú gì các bạn? Nó chặn cá nó bự bự hơn mà tay nữa. Phía này có cá lóc nuôi. Này cũng cá gô nuôi. Dạ. Chào cô. Cô mua gần hả cô? Làm gì cô? Ờ, cho nó thơm ha. Gần 2.100 không? Gần có chứ các bạn. Gần có rất nhiều tác dụng luôn. Bên này có bán cô bán rau nè cô chú nhiều bạn, giống rau dừa với cô. Dạ, rau dừa nè cô chú nhiều bạn. Này có lục bình. Cô đâu lại đây bán? Dạ. Cô cũng ở gần đây hả cô? Dạ. Cô bán ổi hả cô? Ổi với đồ đủ nhà không phải không? Đu đủ nè, đu đủ nhà cho chú anh chị các bạn. Nó gãy cái cây đó, rồi cái nó ngã, nó gãy nó mớ, nó đỏ đỏ, nó dịch gì nào mà nó gãy cho mấy chục cái vậy đó. Dạ, ổi này nhiêu cô? À, con 2 kg 15 ngàn nè. Dạ, con mua 2 kg tiếp cô ha. Dạ. Dạ. À. Cô với chú là bán chung hả? Có ổi gì đu đủ mà, gan nhút nữa mà hết rồi. Dạ. Ổi này ngon lắm. Cô nhiêu tuổi rồi cô? À, 65 rồi. 65 hả? Nhà đông người không cô? À, không, nhà này mấy đứa nó có ba đứa con trai rồi hai đứa dâu mà nó đi làm hết trơn rồi, đi bán rồi. Dạ. Rồi còn hai chồng già với thằng trai ở nhà hả? Dạ. Còn có ba người hả? Cô bán ngày ít gì đó hả cô? Ừ, ngày ít đó. Kiếm được nhiêu tiền cô? Dạ. Dạ, để con gửi tiền. Gửi tiền cô cho con gửi đó xíu ha. Dạ. Ủa cái này là quay cái chạy rồi nó vậy chú? Dạ, con quay YouTube. Dạ. Con có món quà tặng cho ba cô. Đó, nói chuyện rồi chị vô đó. Ăn đu đủ không tặng cho trai. Dạ không. Cô ơi, cái này của anh. Á, trời tặng tiền hả? Cái này món quà của anh Tú ở bên nước ngoài gửi cho mấy cô ở chợ Quả Lụ. Chứ không phải tiền của con đâu. Dạ con gửi cho cô. Chúc cho ba cô thật nhiều sức khỏe nha. Chúc cho cô chú thật nhiều sức khỏe. Dạ. Dạ. Chúc mấy cô bán đắt với màu hết nha. Đây là có mấy anh mấy chị đi chợ nè. Bữa này thấy có hộp vịt này của chú các bạn, hộp vịt bữa nay chắc hơi mắc rồi. 28 Dạ. Có hộp bự chút thì 40 luôn á. Đây có anh đi chợ nè. Dạ, dài phía này thì cũng còn các sạp nè của chú chị các bạn. Này có cá thác lát nè. Thác lát thì cũng như vậy ngoài. Bên này có ốc quắn nữa. Em quay phim. Ốc quắn đúng không vậy? Cái này ốc quắn đúng không? Nó có mớ cá chê đồng. Cá chê đồng với cá lóc đồng. Dạ em quay phim. Quay
Giờ này sớm quá chị bán gần hết rồi hả? Hai trăm gram. Bên này có chị bán rau nè, cũng như nhiều các bạn. Mấy người 65 rồi, bà kia 95 tuổi sao không cho bà cầm nào cho nhà ông nội. À. Đi chợ hả anh? Dạ, đi chợ. Mua được gì rồi, không thấy sách gì vậy? Hả? Phường 7 ở ngoài quốc lộ hả? À, phường 7 quốc lộ cũ á. À, à. Nhà ngoài á. Dạ. Rồi đi vô ông Sư trong này nè. Dạ. Ông Sư rồi thấy gì? Có, ông Sư không đi xịt lúa rồi, chắc cho thăm bà Sư. Cái này gạo chay đúng không chị? À. Cái này lọc chạy, vòng tơi, đất hiểm luôn nè. Đồ nhà không á hả? Dạ. Bạc Hà luôn nữa nè. Bạc Hà là của chú gì các bạn? Dạ em ở Gạch Giá. Dạ. Dạ cảm ơn chị nghe. Cái này có ốc nè. Dạ. Đâu có vô cá gì đâu, vô được mấy cá. Ai bán bữa sao vậy? 5.000 ký vậy. Bữa thì tôi lấy hết chưa? 5.000. 5.000 là rẻ rồi, ốc này lắm. Tại vì ốc bung đen là nó 50.000 ký, còn ốc này 5.000 ký. Cái nó bu vàng hả chị? Dạ, ốc này ốc bu vàng hả? Dạ. Ốc bu vàng của chú Thiên Bạc. Cái này luộc xả ngon. Dạ, nó có mấy ký đâu, có 2 ký. Dạ, chúc em tới. Thấy các chị, các cô đang đi chợ nè, cô chú gì các bạn. Dạ, em sẽ đi phía dưới này nè. Chảy ra bán gì vậy chị? Nắng quá giờ qua đây hả? Không có sạp hả? Dạ. Giờ qua đây. Dạ. Dạ em tên Lâm. Lâm hả? Lâm nhà ở đâu Lâm? Dạ em ở Gạch Giá. Ổm em có quay với chợ thứ ba chứ phải không? Ổm anh chạy khách với anh gặp em gì á. Em cũng không nhớ nè, em quay chợ thứ ba lâu lắm rồi. Chợ thứ ba lâu lắm rồi. Chợ thứ ba, thứ bảy rồi đó. Dạ em chạy có quay chợ thứ bảy. Nhà em tại Gạch Giá luôn hả? Dạ. Lương nhiều quá nè, cũng lương đồng không hả anh? Dạ. Tại nó văng nắng á chị. Đen mới ngon chứ. Văng nắng nó đen. Dạ. Dạ em đi hết nè. Dạ. Hồi hôm qua nay có quay ngoài phường 7 phải không? Dạ không, phường 7 em quay lâu lắm rồi. Cơm tên gì anh? Dạ đây đó Kiên Giang. Dạ. À, đây đó Kiên Giang hả? Dạ. Dạ. Anh cũng bán buổi sáng thôi ha anh. Dạ. Hôm giờ nghỉ. Hôm nay là ông mua lương trầm ở chợ qua lộ mới, còn là kêu qua lộ cũ nha. Dạ dạ biết. Lộ cũ giờ đổi gì phường 7 rồi đó. Dạ. Nhà mình ngoài á. Dạ. Nhà ngoài xí nghiệp đường giải tỏa rồi đó. Xí nghiệp đường hả? Ờ, chỗ xí nghiệp đường kế chùa của đài á. À dạ. Dạ em cảm ơn anh nghe. Đưa lên mạng luôn. Giờ này cái bên này có nó bị nắng này của chú chị các bạn. Hay có mấy cô mấy chị về qua đây. Đây cũng có sạp đồ tươi. Đây có bí đao này của chú chị các bạn. Em chào chị. Dạ. Giờ này nắng quá hả chị ha? Nắng quá trời nè. Có chị kia chỉ về qua bên kia kìa. Ở vậy. Dạ. Chị bán buổi sáng thôi hả? Buổi
Dạ. Có măng nè cô chú gì các bạn. Bí đau đúng không chị? Bí đau đúng không? Bí đau. Dạ. Nay đăng ký nhiêu rồi? 15.000. Dạ. Bí đau này cũng như các bạn. Nó muốn chạy. Trời ơi bao non chị vậy không? Dạ, ui không hồi trả tiền. Cá đó trả gì vậy chị? Dạ, thác lát với mè Vinh. Bên kia mình nhồi sẵn hả? Ừ, trả mè Vinh nhồi sẵn. Nhồi sẵn thì mình bán ký nhiêu? 100.000. Dạ. Thác lát thì 180. Dạ. Được mấy ngắm đem mà đi bác. Đổ ra đi con bán nha. Cảm ơn nghe chị. Ở phía trong này là bắt đầu của chợ Nhà Lồng nè, phía sau của chợ Nhà Lồng của chú anh chị các bạn. Ở trong này cũng đông lắm nè. Giờ xin mời quý cô chú anh chị các bạn cùng em chúng ta sẽ đi vô chợ Nhà Lồng để tham quan nha. Đó. Đây có anh chị bán gà vịt làm sẵn nè cô chú anh chị các bạn. Dạ, đây là quang cảnh bên trong phía chợ Nhà Lồng nè cô chú anh chị các bạn. Bên này thấy có một cô bán bánh nè. Xin chào cô. Quay bánh hả? Dạ con quay bánh. Cô bán bánh nè, xôi lá cẩm. Dạ. Nó bánh ít chần hả cô? Bánh ít chần cô vô bọc vô luôn á hả? Ừ, để như cho nó đừng có. Dạ, cái này bán cái nhiêu cô? 2 cái 5.000 à. Dạ con mua 10.000. Dạ. Chợ này cô bán bánh tầm nhiêu cô? Tầm hộp 10.000 nè. Dạ. Chợ này đồ rẻ ha. Bán chút buổi sáng thôi ha cô. Dạ, con gửi tiền cô cho con gửi tí xíu con lấy ha. Này cô có bánh chú chiên nữa nè. Dài ở phía đầu kia cũng có ma xương sa bánh lọt cái gì của chú anh chị các bạn. Cô năm nay nhiêu tuổi cô? Dạ. Dạ con cảm ơn cô. Dạ con với gạch giá nữa. Dạ. Ra phía đầu chợ này của chú anh chị các bạn. Chỗ này sẽ có nhiều bánh nè. Chào chị. Đây có bánh cằm mặn nè của chú anh chị các bạn. Chị cho em xin quay bánh cái nha. Chị bán gì? Dạ. Để mở hàng lại cho chị nha. Cái này bánh da lợn hả chị? Bánh da lợn, bánh chuối, bánh dạ. Tầm, lợn. Mình bán hộp hay bán bọc? Bán hộp, ăn hộp thì bán hộp. Dạ. Có bán lộn xộn thập cẩm không? Dạ, bán cho em một cái hộp thập cẩm đi. À, bên này có bánh lá với bánh cam mặn. Chị bán bánh lá hả? Còn em gái bán bánh cam mặn hả? À. Cái này, bánh cam mặn này nhiêu? 2 cái 5.000. Bán 4 cái. Chị bán bánh lá, bọc bánh lá nhiêu chị? 5.000. Dạ, bán em bọc luôn. À, chúc mấy chị bán đắt nghe. Là hết nhiêu ta? Dạ.
cho em gửi tí xíu hay chị. Đó, người ta lại mua đông rồi nè. Họ bánh tằm. Hộp bên đó của chị đó nhiêu ta? Dạ. Dạ tính chung bảnh giùm em luôn. Dạ. Cảm ơn nghe chị. À, mình sẽ đi, em sẽ đi vô chợ hay với anh chị các bạn. Đây có cá diêu hồng với cá tai tượng nè của chú các bạn. Này cá lóc, cá gù với cá chê. Cho em xin quay phim. Con này chê like đúng không anh? Dạ. Cách chê lai nó bự ghê luôn. Con nó chắc cỡ 2 kg. Dạ. Con bự nhất nè cô. Cỡ cái ngoài á. Ờ cỡ cái ngoài. Con mua cá đục hả cô? Cá đục chuối hả cô? Kho lạc hả cô? Kho lạc. Dạ. À, cá muối chiên. À, tiếp theo đây là một dãy các sạp thịt heo của những bạn. À, phía đầu đằng kia thì sẽ có các tiệm tạp hóa nè. À, quần áo may sẵn, tuy nhiên em thấy quần áo may sẵn thì chắc hơi ít đó. Đây là cái sạp thịt heo nè. À. Dạ. Đây là, ở đây có 3 sạp thịt heo, 4 sạp. Dạ đúng rồi. Chị cũng già nữa nè. Thôi chị còn trẻ lắm. Để mình ở đâu vậy? Dạ em ở dưới Gạch Giá. Đi lên đây làm phim đó vậy? Dạ quay YouTube. Lên YouTube nha. Dạ đây đó Kiên Giang. Hả? Đây đó Kiên Giang. Đây đó Kiên Giang. Ủa, em ở dạ. Kiên Giang lên đây quay Hậu Giang hả? Dạ. Em lên đây hoài à. Dạ. Lên Nàng Mau rồi Vị Thủy rồi. Dạ không, cái đó cũng tùy lúc. Em quay chủ yếu quay chợ thôi. Quay chợ cho người ta coi thôi. Dạ cảm ơn anh chị. Là về miền đất Kiên Giang là coi YouTube của em tôi nha. Đây có tiệm ăn sáng này của Duy Nhật Bạc. Dạ thì phía đầu kia có cá tiệm tạp hóa nè. Ở trong này em thấy hơi vắng nha. Ở đây anh bán gì? Ở này thuốc bắc, tiệm thuốc bắc. Dạ. Dạ. Ủa hồi nãy em gặp chị ngoài phải không? Dạ. Đây cá diêu hồng. Cá hú hay cá dồ chị? Cá dồ hả? Dạ đúng rồi.
Dạ không. Đây có tiệm trái cây với tiệm chào chị. Đây có trái cây rồi nè, của chính chị các bạn. Trái cây chợ xã Quá Lụ mới. Dạ. Chợ xã Quá Lụ mới. Bơ 034. Cái xoài Đài Loan này. Dạ đây đó Kiên Giang. Dạ. Dạ em cảm ơn chị. Dạ. Phía trong này hơi vắng của chú anh chị các bạn ơi. Thì phía này có các tiệm tạp hóa thôi. Để em vòng ra phía bên này đi. Phía bên này là một bên hông của chợ nè. Em thấy cũng có các anh ngồi ở ngoài bán. Cặp hai bên này cũng có bán này của chú gì các bạn. Ở đây có một tiệm bán sạp bán đồ gia dụng nè cô chú. Quá nhiều đồ luôn. Ở bên này có khô nè. Đây khô đây cô chú gì các bạn. Có nhiều loại em không biết tên ha. Để em quay cô chú gì các bạn xem. Bên này có khóm nè. Khóm ta cậu ha. Khóm ta cậu hả? À, anh ở đâu là đây bán? Ở là phường 7. Phường 7 ở ngoài gần khúc chợ phường 7. Chỗ cũ hả? Chỗ chợ cũ hả? Dạ. Chỗ lũ hồi xưa đó. Dạ. Này cũng có anh bán hành với măng tre. À, bán chạy chợ ha. Mai đi chợ nào? Con cũng ở chợ này không mà với chạy nông thôn về dài á. Chạy dài bán hả? Có cái lò gạo đúng không? Đúng. Ở đây mình bán buổi sáng thôi anh. Buổi sáng rồi, gần tan chợ rồi. Giờ này là gần tan rồi đó. Đi vòng là muốn tan rồi đó. Rồi. Dạ, cảm ơn anh nghe. Quay rồi. Hết chợ rồi chú anh chị các bạn. Này con chị bán chuối nè. Chuối sáp đúng không chị? Chuối sáp đúng không? Dạ ở chuối sáp. Chào mấy chị. Cho em mua hồi nãy coi. Rồi. Nó đen chứ ở trong nó vàng ngon á. Đúng rồi, tại vì chuối sáp này cũng nhà chị không mà con chị trồng vào nhà không à. Dạ, nãy như chị. Nãy thầu em nãy này hay gì? Nãy nào ngon ngon á. Ngon mà nhà em. Dạ. Nhiêu chị? 12 ngàn em. Ô tao bán rẻ mà mày kêu tao bán 15 ngàn tụi nghiệp em trai. Tao bán thật thiệt, tao biết trái dài như là tao bán nhiều. Em gửi đây ha, chúc em lấy ha. Rồi cảm ơn em trai. Rồi nhớ lấy nghe em để dạ. Chị quên đó. Em bên nào đây thấy là dạ em gạch giá. Đi dạ. Đi chơi thì du lịch hay gì? Không em đi qua YouTube. YouTube hả? Dạ. Kênh của em tên gì đó, thì em giới thiệu cho mấy chị. Mấy chị. Ôi trời ơi là trời. Dạ đây đó Kiên Giang. Đây đó Kiên Giang. À, chị cũng có coi YouTube cái chừng đó. Dạ cảm ơn chị. Chị đi chợ hả? Không, chị quản lý đây. Quản lý đây hả? Chị này là quản lý chợ đây. Quyền lực quá. Nói chung là nói cho nó sang là quản lý chứ thật sự là ở đạo. Dạ. Cảm ơn mấy chị nha. Ủa cưng đi đi có mình lên gì đó cưng. Dạ em đi lên nè.
Em đi hoài à? Nàng Mau dị thủy gì em đi lên đây hoài à? Giờ này là muốn tan chợ đó, cũng chỉ như mặt chưa được 8 giờ nữa đó. Giờ đi em đi kiếm chỗ ăn sáng, em thấy bên này có bán đồ ăn sáng nè. Mời quý cô chú anh chị các bạn cùng em, chúng ta sẽ đi kiếm chỗ ăn sáng tại chợ Hỏa Lựu nha. Chợ Hỏa Lựu nằm ở xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh của tỉnh Hậu Giang. Không thấy tiệm cơm nào chứ người ta. Anh ơi, ở đây có quán cơm nữa không anh? Dạ, dạ em cảm ơn. Dạ. À, bên đây em thấy có một quán cơm nè, của chú gì các bạn. Quán cơm Ngọc Chiến, cơm cháo hủ tiếu mì nuôi. Đó. Buổi sáng này mình ăn cơm đi cho nó chắc bụng. Ăn cơm đây. Còn cơm không chị? Dạ, cho em dĩa cơm ha. Cho em dĩa cơm với một ly trà đường. Dạ, em vô quay cái tủ của chị cái. Quay thằng cao điện thoại ở đây. Dạ, ở đây. Ồ, bán cháo nữa nè. Cháo bún là tiếng là đủ. Các con chị đang xào thịt. Chào chị. Dạ em quay YouTube á. Dạ. Trong ngồi với chú gì các bạn. Dạ sáng nay em xin mời quý cô chú anh chị các bạn cùng em ăn cơm tại chợ xã Hỏa Lựu. Đó, đây một dĩa cơm nè. Em thấy hơi nhiều quá, chả không hết quá. Xin mời quý cô chú quý anh chị các bạn nha. Dạ thưa cô chú quý anh chị các bạn, thì em vừa ăn sáng xong tại phía trước của chợ Hỏa Lựu. Dạ trước khi kết thúc video thì em xin phép đi vòng xuống phía này để em gom đồ. Em sẽ gom đồ để em vòng lên rồi em mới kết thúc video. Cho con lấy đồ. Dạ. Tiếp nguyện hết hả? Dạ, nãy giờ đi ăn sáng. Để chung cho luôn. Dạ, cảm ơn mấy chị nha. Chú ơi, con tiếp giùm trái bí đi. Dạ. Chú, con tiếp trái bí đi chú. Dạ, cân con 1 ký đi, gần vòng lại. Dạ. Bán con trái bí hồ lô đi. Mua về đặng nấu canh luôn. Dạ. Dạ, cho con gửi. Cái đó 15.000 hả cô? Cái này lấy 20 luôn rồi. Dạ, 15 thôi còn có 15.000 lẻ. 15.000 à. Vậy bớt kìa. Vậy hả? À. Cảm ơn nha. Vậy luôn chưa? Rồi, vậy là 15.000 ha. Dạ. Tao cũng được. Dạ.
Rồi con cảm ơn mấy cô mấy chị nha. Dạ kênh đây đó Kiên Giang. Dạ. Rồi. Dạ, con chào mấy cô mấy chị. Ngóc có chân của chú anh chị các bạn. Dạ. Máy vô tay giùm con cái cô. Dạ. Hết đường máng rồi hả? Dạ, con cảm ơn cô. Chị ơi. Nè, lấy giùm chị được. Máng vô tay em giùm em. Được. Rồi, chị cảm ơn em trai. Dạ. Quá nhiều luôn, có cho sách chở luôn em. Có xe. Chúc chị bán đắt nha. Giờ sẽ đi về của chúng chị các bạn. Đến đây em xin kết thúc video tại đây ha. Em kính chúc cho tất cả quý cô chú, các chị và các bạn có thật nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống nha. Em cảm ơn rất nhiều đã ủng hộ kênh Đây Đó Kiên Giang của em. Dạ em hẹn gặp lại ở một video tiếp theo. Dạ em xin chào và hẹn gặp lại.